Xin chào tất cả các bạn nha. Đây là một chú đồ chơi voi. Các bạn có thể thấy nó thiết kế rất chi là đẹp và rất giống voi thật, từ màu sắc cho đến ngà voi. Với những con voi mà có ngà là voi đực nha các bạn. Đấy, chú voi con ở Bà Đơn có cái vòi này. Đó. Để chúng ta thử xem chú voi này có gì đặc biệt nha. Ok. Hai mắt phát sáng, đầu lắc lư. À, đi rất hung dữ. Hai mắt đang phát sáng này các bạn. Đó. Chân đi rất hung. Nếu bạn nào yêu thích món đồ chơi bằng voi có thể mua chú này nha. Có vẻ như chú voi này đang tức giận một điều gì đó và đang rượt người quay phim. Rượt rất khí thế nha. Bốn chân di chuyển rất đều đặn nha các bạn. Các bạn có thể nhìn này. Đó, bốn chân của bạn voi di chuyển. Khác với những món đồ chơi khác nó di chuyển bằng bánh xe, chú voi này di chuyển bằng bốn chân bước đều này. Các bạn có thể thấy độ bước đều của chú voi. Đuôi thì không quay. Hai mắt đỏ hừng hực, đang rượt mình rất khí thế luôn. Phát ra âm thanh giống như là bảo vệ lãnh thổ ấy mấy bạn, là đuổi kẻ thù khỏi lãnh thổ của chú ấy ạ. Đó. Vẫn đang rượt mình các bạn ạ. Không biết khi nào thì chú mới kết thúc cuộc rượt đuổi này. Theo các bạn thì nó sẽ rượt được mình không? Né ra những đường như chú ấy đi luôn. Đó, các bạn thấy chú voi này có giống voi thật không? Nhà mình còn rất nhiều món đồ chơi nha các bạn. Nếu các bạn thích món đồ chơi nào hãy comment dưới và mình sẽ review cho các bạn xem nha. Mới về chú robot biết đi có điều khiển này mấy bạn.